Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thưa ông Bộ trưởng Tô, có lẽ nào ngài dùng hàng đá? Có một nghề mà chỉ có Việt Nam chứ không có ở các nước trong khu vực. Đấy là việc bảo vệ giữ xe cho các quán xá. Ở các nước trong khu vực, khách đến quán ăn thì cứ tự đậu xe đúng nơi quy định là được, không lo mất cắp. Tại Thái Lan, người ta để xe máy ngoài đường rồi vào nhà đi ngủ là chuyện bình thường. Nếu ở Việt Nam thì phải là đại gia ở trong những khu dân cư cao cấp, có dịch vụ bảo vệ 24/24 thì mới dám làm điều tương tự. Còn đối với những căn phố hay nhà hẻm, tuyệt đối phải khóa xe cẩn thận hoặc phải có người trông coi, nếu không thì tài sản sẽ không có mà bay. Đảng Cộng sản thì chỉ xây dựng được xã hội như thế này thôi. Ở Việt Nam, lòng tin giữa con người với nhau đã không còn. Người Việt Nam mất quá nhiều thời gian, tiền bạc và suy nghĩ chỉ để cốt đề phòng lẫn nhau. Nạn lừa đảo là nơi nào cũng có, nhưng khác nhau ở tỷ lệ. Tại các nước tiến bộ vẫn có lừa đảo, nhưng không nhiều và phổ biến như tại Việt Nam. Vì nạn lừa đảo nhiều như thế nên mới hình thành thói quen dè chừng lẫn nhau của người Việt. Nếu muốn biết tại sao xã hội Việt Nam như thế, thì hãy xem chính quyền Việt Nam như thế nào. Người ta nói chính quyền nào thì xã hội đó. Hãy xem Đảng Cộng sản có giữ chữ tín với người dân hay không. Họ hứa với dân rồi họ có thực hiện đúng hay không. Họ có trộm cắp tài sản của nhân dân hay không. Một chính quyền mà mỗi khi người dân bị thiên tai thì lại dùng đủ thứ trò để mà trục lợi thì dân nào tin cho nổi. Đã bao nhiêu năm nay, những nhà hảo tâm muốn tự bỏ tiền túi ra trực tiếp làm từ thiện ở những vùng sâu, vùng xa lại bị chính quyền ngăn cản. Chính quyền bảo trao quà từ thiện để họ phát lại cho dân. Tuy nhiên, khi trao cho chính quyền thì họ lại không phát hoặc phát nhỏ giọt chẳng đáng là bao. Còn lại, họ đút túi chia nhau. Ở xã hội Việt Nam mà phát biểu như thế này thì chỉ có thể có kẻ hoang tưởng. Nói đâu xa, riêng trong đại dịch Covid-19 thì chính quyền đã lòi mặt chuột cho bản dân thiên hạ chứng kiến. Vụ án Việt Á là gì đây? Không phải là quan chức cấu kết với gian thương, ăn trên đầu, trên cổ người bệnh hay sao? Rồi vụ chuyến bay giải cứu là gì vậy? Nếu quan chức chính quyền không có dã tâm hút máu dân, thì có doanh nghiệp nào thực hiện cho được? Đấy là với một chính quyền vậy, thì dân làm sao tin chính quyền? Công an của chính quyền Đảng Cộng sản được dựng lên để bảo vệ Đảng Cộng sản, chứ không phải là bảo vệ nhân dân. Mặc dù họ hô hào là vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẽ không có vì dân phục vụ nào cả, mà chỉ phục vụ cho đảng mà thôi. Mà một khi công an không vì dân thì sẽ không nhiệt tình trong công tác dẹp tệ nạn xã hội. Câu chuyện công an nuôi án, công an bảo kê cho các dịch vụ ăn chơi của chứa tội phạm là câu chuyện không còn xa lạ gì so với người dân cả nước. Mục đích của công an là tấn công những ai nói lên sự thật về chính quyền, chứ với tội phạm thì không quan trọng bằng. Dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản, tội phạm nhỏ, tội phạm lớn mọc lên là chuyện bình thường. Từ đó người dân mất niềm tin vào công an và tự đề phòng với tội trộm cướp. Ở Việt Nam, trộm cướp nhiều kinh nghiệm và rất nhiều. Đi ra đường chỉ cần cầm ví hoặc điện thoại hớ hình là sẽ bị giật liền. Để xe máy khuất tầm nhìn cũng bị mất. Xã hội Việt Nam trở nên bất an hơn bất cứ nước nào khác trong khu vực Đông Nam Á này. Ông Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng mà lại hay nói đạo lý. Vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, trong cuộc họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chém rõ rằng phải có giải pháp để người dân địa phương ngủ không cần khóa cửa. Rõ ràng tư duy của ông Tô Lâm không bình thường. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay mà ông nói câu đó thì giống như ông chơi hàng đá nên bị hoang tưởng. Nếu muốn người dân ngủ không cần khóa cửa thì trước hết cần phải loại bỏ Đảng Cộng sản. Khi nào không còn Cộng sản, đất nước có dân chủ thực sự, người dân có tự do thì lòng tin giữa con người với nhau mới dần được khôi phục và củng cố trở lại. Mà nếu Cộng sản có bị loại thì để rửa hết những thứ bẩn thỉu mà Cộng sản để lại, có khi phải mất cả trăm năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thưa ông Bộ trưởng Tô, lẽ nào ngài dùng hàng đá? Nguyễn Thị Thanh Nhàn là con mồi khó nuốt, dù con anh dài, Tổng Tô cũng sẽ bó tay. Vụ lùm xùm quanh tung tích của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng có phần giống và cũng có phần khác với vụ Trịnh Xuân Thanh cách đây 7 năm. Điểm giống là bà Nhàn được thông báo là đang ở Đức và trước đây Trịnh Xuân Thanh cũng được thông báo như thế. Tên quốc gia họ đang ẩn náu được công khai. Tuy nhiên điểm khác nhau là bà Nhàn phía chính quyền Đức xác nhận, còn ông Trịnh Xuân Thanh là tự khoe. Việc tự khoe của ông Thanh đã dẫn đến hậu quả là ông ta đã bị bắt cóc đem về nước xét xử. Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức như là sự thách thức đối với ông Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam.
vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trên bàn cờ chính trị cũng hoàn toàn khác vai trò của ông Trịnh Xuân Thanh trước đây. Ông Trịnh Xuân Thanh là bàn đạp để ông Trọng tấn công vào Đinh La Thăng. Theo đánh giá của một số nhà quan sát, thì dù có bắt được ông Trịnh Xuân Thanh hay không bắt được, thì ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ tìm đủ ra lý do để mà xét xử ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên, với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì lại hoàn toàn khác. Bà Nhàn có vai trò quan trọng trên bàn cờ chính trị hiện nay, quyết định cán cân quyền lực giữa ông Tổng Bí thư và ông Thủ tướng đương nhiệm. Tuy nhiên, bà Nhàn chỉ là chủ doanh nghiệp chứ không phải là quan chức như ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng sự ảnh hưởng của bà Nhàn lên chính trường Việt Nam lớn hơn rất nhiều. Bởi vì bà Nhàn có mối quan hệ với các quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng, trong đó có ông Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Tổng cục Tình báo, Quân đội Việt Nam. Theo thông tin riêng mà tờ Thời báo.d có được, thì ông Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng là cơ quan đang bảo vệ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chính vì thế, mọi bước chân của ông Tô Lâm đến với gần bà Nhàn đều được theo dõi chặt chẽ bởi nó liên quan đến sự an nguy của một nhóm lợi ích lớn. Khuôn mặt này không đáng tin cậy đối với chính quyền Đức. Hiện nay đang có tình trạng theo dõi chồng chéo lẫn nhau. Bên Tô Lâm thì đang truy lùng tung tích của bà Nhàn và nỗ lực để đưa bà Nhàn về Việt Nam. Trong khi đó, bên ông Phạm Ngọc Hùng thì theo dõi phía Tô Lâm để vừa đánh đông vừa bảo vệ cho bà Nhàn. Bà Nhàn là người có quan hệ làm ăn tình báo với nước ngoài, nên không chỉ bà Nhàn được tình báo quân đội Việt Nam bảo vệ, mà có rất nhiều cơ quan tình báo khác cũng bảo vệ bà. Bởi vì các cơ quan tình báo nước ngoài này cũng không muốn những gì bà Nhàn biết bị phía đối nghịch với bà Nhàn khai thác, đặc biệt là bên Trung Quốc. Như vậy thì so với Trịnh Xuân Thanh, bà Nhàn là con mồi khó nuốt hơn với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bên ông Tô Lâm cũng đã đưa ra đề nghị dẫn độ bà Nhàn nhưng phía Đức đã từ chối. Theo thông tin cho biết, người Đức từ chối dẫn độ không phải để tiếp tay cho tội phạm Việt Nam mà vì họ không tin vào nền công lý của Việt Nam và họ muốn thể hiện thái độ trước chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất có thể chính quyền Đức không xem chính quyền Việt Nam là một nhà nước đáng tin cậy. Đáng tin làm sao được khi mà họ chủ trương sang nước khác để bắt cóc người. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, với tinh thần bảo vệ chủ quyền của một quốc gia và với quan điểm nhân đạo, nước Đức sẽ không để cho hành vi bắt cóc xảy ra một lần nữa trên lãnh thổ của họ. Như vậy, dù muốn hay không, họ cũng bảo vệ bà Nhàn. Vậy là bà Nhàn đã được hai lớp bảo vệ. Lớp thứ nhất là chính quyền Đức, lớp thứ nhì là phe cánh trong đảng, trong đó có quyền lợi liên quan đến bà. Lẽ nào ông Nguyễn Phú Trọng lại bó tay trước trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Trường hợp bà Nhàn được xem là khá xương sầu đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Tuy phe ông Tổng là phe công, phe thủ tướng là phe thủ, tuy bên tấn công dồn dập nhưng không có nghĩa là sẽ không công thắng được. Mà đôi khi nếu bên thủ làm tốt cũng có thể gây ra thế trận giằng co, khiến cho bên công không làm gì được. Bà Nhàn vẫn ở đó, bà vẫn đường hoàng sống ở Đức như một sự thách thức ông Tổng Bí thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, xem các vị có dám bắt cóc một lần nữa hay không, thử đi là biết liền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn là con mồi khó nuốt, dù có nanh dài, ông Tổng và Tô cũng sẽ bó tay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de